mình đang test thử cho anh em cặp tép 800k. Mời anh em test chất âm nhá. Đây là phiên bản thứ hai của mẫu 1 triệu. 800k là mẫu 250. K bao ship. Chạy cho âm ly 2 sò đến đẩy 40 sò. Tất cả các cơ bát từ bát 20 đến bát 50. Để test chất âm thực sự thì yêu cầu không đeo tai nghe nhá, nghe trực tiếp bằng điện thoại luôn. Đây. Cặp này là 800k cho anh em nhá. Đây. Đây. 800k có chế độ chỉnh tép và siêu tép, gạt lên là siêu tép. Gạt xuống là tép. Đây nhá. Ngang là 12 phân này, chiều cao là 16 phân. 800k một cặp. Trang bị hệ thống chống cháy. Đường kính 8 phân. Này là mẫu 250, côn 2,5. 800 bao ship. Số điện thoại trên màn ảnh. Bảo hành 1 năm nhá. Ship toàn quốc. Đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy, dùng luôn. Ok nha. Anh em mà cần thì alo theo số điện thoại trên màn ảnh.